Chương 2. Tâm sở chê ta cá Tâm sở là những khía cạnh đặc tính của tâm, dù vẫn được mô tả như là cái gì đó độc lập đối với tâm. Quan hệ của tâm sở đối với tâm giống như chanh và đường với nước lạnh trong một ly nước chanh. Chữ chê ta cá ở đây là một danh từ ám chỉ chung tất cả những gì là thuộc tính của tâm thức như vậy nếu phải chọn một chữ dịch thích đáng nhất thì khó có từ nào hay hơn chữ tánh hay tính thay vì là sở hữu tâm hay tâm sở như phật tử nam tông việt nam lâu nay vẫn dùng tuy nhiên trong khi chờ đợi sự đồng tình của mọi người trong sách này chữ tâm sở tạm thời được sử dụng tiếp tục chính vì tâm sở là thuộc tính của tâm nên giữa tâm sở và tâm thức có bốn điểm tương đồng một cùng sanh hai cùng diệt ba cùng biết một cảnh bốn cùng nương một vật xét về quan hệ tâm như con voi trong gánh xiếc và tâm sở thì giống như người này không tâm nào vắng mặt tâm sở và cũng không có trường hợp tâm sở tồn tại ngoài tâm tâm có nhiều loại thiện ác và vô ký nên tâm sở cũng theo đó mà được chia thành ba loại: một tâm sở trung hòa còn gọi là tợ tha gồm mười ba đóng vai trò căn bản cho tất cả các tâm như là một sườn nhà trong đó gồm bảy tâm sở biến hành nhất thiết phải có mặt trong tất cả tâm nói chung và sáu tâm sở biệt cảnh bất NAKAT thì tuy có thể đi chung với cả tâm thiện và bất thiện hay vô ký nhưng không bắt buộc phải có đủ. Hai, các tâm sở bất thiện akusala CHETASIKA gồm 14 là những thành tố tạo nên các tâm bất thiện. Chẳng hạn như 13 tâm sở trung hòa, anh samana trên đây khi đi chung với ba tâm sở tham phần. Loba citta cetasika thì sẽ khiến tâm kia trở thành tâm tham. 13 ba tâm sở đó đi chung với bốn tâm sở sân phần. Đô sát, chát túc cá, chê ta thì sẽ tạo lên tâm sân. Ba, các tâm sở tịnh hảo, sô phân ná chê ta cá là những tâm sở có đặc tính tốt đẹp. Đối lập với ác pháp chẳng hạn như từ Metta, Bi, Karuna, Trí tuệ, Panya hay Tàm, Hiri, Quý, Octapa, Mười ba tâm sở trung hòa Anya Samana, cộng với hai mươi lăm tâm sở tịnh hảo Sofana Jetashika này, một cách thích đáng thì sẽ làm nên các tâm tịnh hảo Sofana chitta Một tâm sở biến hành Sabha Jetashika, Sattharana Như đã nói, đây là những tâm sở bắt buộc phải có trong tất cả các tâm bất luận thiện ác. Qua định nghĩa, ta sẽ thấy ngay đó là những thuộc tính của một tâm. Thiếu chúng, tâm không còn là tâm nữa. Một xúc phát xác là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức chắc hữu vi nhân nát. Ta gọi sự va chạm đó là xúc. Hai thọ vedana là những cảm giác tích cực hay tiêu cực khi các căn biết các cảnh. Chữ vedana xuất xứ từ ngữ căn. Viết có nghĩa là biết hay cảm nghiệm chữ viết cha minh cũng từ ngữ căn này mà ra tâm sở thọ chính là thọ uẩn quê đá nát khanh thát. trong ngũ uẩn phan chắc khanh tha. nó được xem là quan trọng vì không một giây phút nào trong đời sống chúng sinh là thiếu đi cái gọi là cảm giác trong giáo lý duyên khởi patichat samuppada ngay khi các căn tiếp xúc các trần thì thọ lập tức có mặt và chính nó là duyên khởi cho tham ái tăng nha xuất hiện. Nói vậy, vòng tròn luân hồi không thể thiếu mắt xích cảm thọ. Ba tưởng sanh nha chính là khả năng nhận dạng các trần cảnh dựa trên những cái biết cũ đã được huân tập từ quá khứ. Cái biết của các giác quan là sự trực nhận đối tượng hiện tiền, không thông qua một quan niệm hay kinh nghiệm nào hết. Còn cái biết của tưởng là một cái biết liên tưởng, tức phải dựa trên những cái biết cũ nào đó. Đời sống của chúng sinh chỉ là một sự lặp lại sang xa ra, nên tâm sở tưởng là tuyệt đối cần thiết. Nó chính là tưởng uẩn Sanya Khantha. Trong ngũ uẩn Pancha Khantha, ta có thể hiểu thêm vai trò của tưởng uẩn qua hình ảnh sau. Nhãn thức chắc hữu vi nhân ná là một trong sáu thức, chỉ làm việc chụp ảnh một hình tượng nào đó mà không thể cho ra một ý niệm nào hết. Nhưng chính tưởng uẩn sanh nhạc khanh tha, sẽ cho ta biết được đó là đóa hoa hay tờ giấy. 4. Tư Chê Na Ngoại trừ thọ và tưởng, tâm sở này được xem là tâm sở chủ lực để điều động các tâm sở đi cùng, nó đưa từng tâm sở hướng về mục đích nào đó của hành động, từ pháp hiệp thế lokiya đến siêu thế lokuttara. Chính vì lẽ này, đức Phật dạy rằng tâm sở tư là yếu tố then chốt để tạo nghiệp. 5. Định hay nhất hành ekagata là tâm sở có nhiệm vụ đưa tâm và các tâm sở đồng sanh tập trung vào một đối tượng, giúp tâm được ngưng tụ không phân tán, giống như chất nước liên kết các đá trong một khối bê tông. Khi đi ngoài các tâm thiền thì nó được gọi là nhất hành, nhưng khi được trao dồi một cách cố ý trong pháp môn thiền định thì cũng là nó, nhưng lúc này được gọi là Samadhi. Đây là một trong năm thiền chi của tâm đáo đại. Tâm sở này là yếu tố phải có của tâm thức, giúp ta có được khả năng chú ý và tập trung. 6. Mạng quyền Chivitindriya là tâm sở có vai trò bảo trì hay giúp sức cho tâm, và tâm sở đồng sanh kéo dài thời gian tồn tại đi trọn một sát na. 7. tác ý Manasikara là tâm sở có nhiệm vụ dẫn tâm không đi là hướng để làm tròn chức năng nào đó của tâm, chức năng trong tham, sân, si hay thiện dục giới, thiện đáo đại, thiện siêu thế. Như sự cần thiết của tâm sở mạng quyền đối với các tâm sở đồng sanh, nhất là tâm sở tư. Ở đây vai trò của tâm sở tác ý là khía cạnh chủ đạo cho hai tâm khai môn, khai ngũ môn, khai ý môn Chính nó đã giúp các tâm khách quan quy thi Xô vẹt bức màn che của tâm hữu phận Phabanga để hướng đến ngoại cảnh. Tâm sợ tác ý như người hoa tiêu cho một chiếc tàu. Bảy tâm sợ biến hành vừa kể là bảy khía cạnh bất khả ly của tâm, giúp tâm có thể làm tròn việc biết cảnh khi tâm sở tác ý đóng vai trò không để tâm đi lạc đường, thì tâm sở tư dẫn dắt các pháp đồng sanh làm tròn chức năng của mình để hướng đến mục đích của hành động. Xúc chính là sự gặp gỡ của căn với cảnh, để từ đó thọ có mặt, để cảm nhận và tưởng là khả năng nhận diện đối tượng, trên nền tảng những cái biết cũ. Tâm sở định giúp các pháp đồng sanh gom chung một chỗ, và mạng quyền chính là sức sống của tâm và tâm sở. Xem bản chính biểu đồ bảy tâm sở biến hành trang 78. 2. Tâm sở biệt cảnh. Parking naka cetasika. 1. Tâm vi tất là tâm sở có chức năng giới thiệu đối tượng, trong khi tâm sở tác ý chỉ đơn giản là sự nhắm tới thì tâm sở tầm lại làm chuyện giúp tâm kháng khích với đối tượng. Ta có thể nói tâm sở tác ý giống như bánh lái tàu, tâm sở tầm giống như nhóm thủy thủ chèo thuyền, và tâm sở tư thì giống như người cầm đầu nhóm chèo thuyền ấy. Tâm sở tầm cũng là một trong các chi thiền giúp chặn đứng hôn thủy. Dĩ nhiên nó chỉ được gọi là chi thiền đối với người hành giả mà thôi và nó cũng chính là chi pháp chủ yếu để làm nên chánh tư duy samasankappa trong bát chánh đạo hai tứ vichara tâm sở tứ là tâm sở có chức năng giúp tâm và tâm sở đồng sanh làm việc ra soát đối tượng khi là chi thiền tâm sở tứ giúp trận đứng hoài nghi tâm giống như sự vỗ cánh của con chim và tứ thì giống như sự trao lượng của con chim. Hoặc cũng có thể nói tầm là âm thanh ban đầu của chiếc trống và tứ là âm hưởng dư sót của tiếng động đó. 3. Thắng giải Atimokha Là tâm sở có trạng thái dứt khoát hay xác định đối với cảnh. Giống như ông chánh án trong tòa án. Thắng giải cũng có chức năng chận đứng hoài nghi. 4. Cần Viriyat là tâm sở, có trạng thái cố gắng, tích cực hay năng động. Một khía cạnh cần thiết cho tâm được dũng mãnh, không lùi sụp. Nó giống như cây cột trong một ngôi nhà. Giúp nhà không sập. Là một trong ngũ quyền Indriya, ngũ lực Bala, tứ thần túc Itipada. 5. Hỷ Piti có trạng thái là sự hào hứng hay hứng thú trong lúc tâm biết cảnh. Vì chỉ nhắm đến khía cạnh này, nên tâm sở hỷ được kể riêng, không nằm chung với thọ uẩn. Nghĩa là không có nó, vẫn có thể có thọ uẩn. Hỷ là tiền thân của lạc, hỷ giống như giai đoạn người lữ khách, nhìn thấy hồ nước trong một ngày nóng nực, và lạc là giây phút người lữ khách uống nước hay tắm rửa trong đó. 6. Dục chanh đá Ở đây chỉ đơn giản là ý muốn hay sự dùng ý. Chỉ ở mức độ này thì nó vẫn chưa được kể là tham lô phát tức sự ham muốn say mê. Không kể trường hợp tâm sở, đôi khi chữ chanh đá cũng được xem là đồng nghĩa với lô phá. Riêng trong trường hợp tâm sở dục thì chanh đá ở đây chỉ là cái trớn ý thức cho một sự việc nào đó mà thôi. Mọi hành động của chúng sanh đều phải bắt đầu bằng một ý muốn, và ý muốn đó không nhất thiết phải đi kèm với sự say mê đối tượng. Như muốn tự sát hay phá hoại một món mình ghét, thì cũng phải có tâm sở dục mới làm được. Vì sự quan trọng đó, nên dục chanda được xem là một trong bốn thần túc đá, dục, cần, tâm, thẩm Xem bản 10, biểu đồ 6 tâm sở biệt cảnh, trang 81. 3. Tâm sở bất thiện, Akusala Chetasika Là những tâm sở có bản chất bất thiện, được chia thành 4 nhóm như sau. A. Nhóm si phần, Moha Chatuka Chetasika Hay bất thiện biến hành, Akusala Satharana Chetasika 1. Si mô hát là sự mê muội bất thông đối với bản chất của đối tượng nói một cách chuyên môn thì si ở đây là sự u mê không hiểu được bốn khía cạnh vô thường anicca khổ dukkha vô ngã anatta và bất mị Asufa. do không thấy được tốc độ sanh diệt chớp nhoáng của danh sắc nama rupa nên ta mới có những quan niệm thường nicca lạc su ngã ata và đẹp su phát. Nói bằng ngôn ngữ hiện đại, tâm sở si giống như người đạo diễn điện ảnh. Ông ta khiến người khác vui, buồn, thương, ghét ngay trên những thứ hoàn toàn giả tạo. Tâm sở si là thành tố chủ đạo cho các tâm bất thiện, cùng với vô tàm và vô quý, làm thành ba tâm sở bất thiện biến hành. Akusala Satharana xuất hiện trong các tâm bất thiện. Trong trường hợp đặc biệt, tâm sở si được định nghĩa là sự vô minh avidya trong tứ diệu đế. Chattarariya Satchani hai Vô tàm Ahirika là sự không hổ thẹn đối với ác pháp. Trong bộ nhân chế định, Đức Phật ví dụ tâm sở vô tạm giống như một con heo không ngần ngại khi ăn đồ dơ. Ba, vô quý anotapa là sự không e sợ đối với ác nghiệp giống như con thiêu thân đối với ngọn lửa vô tàm và vô quý được xem là sản phẩm của tâm sở si dù cả ba luôn đi chung nhau bốn phóng vật ức thách chá là trạng thái tán loạn của tâm khiến tâm không thể tập trung vào đối tượng nào trong khi tâm sở tầm là sự hướng tâm tới cảnh có mục đích và trong sự kiểm soát thì phóng vật là sự lăng xăng không có mục đích và thiếu kiểm soát đây là điểm cần ghi nhận khi xét về hai khuynh hướng tâm lý tầm và si trong sáu cơ tánh chúng sanh kinh ví dụ tâm sở này giống như sự mù mịt của một đống tro bị ném đá trong kinh shangarak đức phật còn ví dụ một nội tâm phóng vật giống như một mặt nước bị gió thổi xao động giáo sư mentimon thì nói là giống như một nồi nước đang sôi phóng vật cũng là một trong hai khía cạnh của tâm si bên cạnh tâm sở hoài nghi xem bản 11, biểu đồ tâm sở nhóm si phần hay bất thiện biến hành trang 83. mươi b nhóm tham phần lô pháticat một tham lô phá, là trạng thái ham thích trong cảnh dục trần ca mát hay cảnh thiền cha nát nó là sự khao khát đối với trần cảnh đức phật dạy như biển có thêm bao nhiêu nước cũng không đầy như lửa có thêm nhiên liệu cũng không đủ tâm tham cũng giống hệt vậy hạnh phúc tuyệt đối không thể có được khi ta cứ còn khao khát một cái gì đó Ngoài khía cạnh ham thích, tham còn là sự nắm níu đối tượng. Trong kinh có cho một ví dụ về tâm tham là hình ảnh một con khỉ, thò tay lấy mồi trong một cái bẫy, đổ đầy nhựa cây. Càng cố rút tay, thì con khỉ càng bị chất keo đó níu giữ lại. Cùng với tà kiến, mít cha đi thí và ngã mạng ba Tâm tham được xem là một trong ba nhân tố luân hồi hoặc cũng gọi là ba pháp ngăn trở giải thoát. tham mắt. 2. Tà kiến Mitcha Ditti Là tâm sở có trạng thái khiến tâm hiểu sai sự thật, thay vì là sự không hiểu như ở tâm sở si. Kinh giải thích rằng tâm sở si khiến ta không thấy những khía cạnh vô thường, khổ, vô ngã. Từ đó tâm sở tham mới có cơ hội làm công việc ưa thích hay nắm chặt và tâm sở tà kiến thì ghép các khái niệm thường đoạn vào đó. Đây là lý do tại sao tất cả các tà kiến đôi khi được gọi chung là thân kiến Sakayaditi hay ngã kiến Ataditi, vốn chỉ được chấm dứt hẳn khi một người chứng sơ quả Sotapati Magga. Ba, mạng, mana. Cũng như tà kiến, ngã mạng là sản phẩm của si và tham, khi si là sự ngăn che tầm nhìn của trí tuệ ta kiến là khiến người ta thấy sai và tâm sở tham khiến người ta ưa thích trên những thứ mình ngộ nhận thì tâm sở mạng là trạng thái tâm lý so sánh cái này hơn thua hay bằng cái kia một cách đại khái thì có ba thứ ngã mạng một đồng mạng mana so kè cái này bằng cái kia ti mạng nát sự mặc cảm tự ti hay cho cái này thấp hơn cái kia. Thượng mạng, mana tức sự tự tôn, hay cho cái này hơn cái kia. Ngã mạng còn được phân thành hai trường hợp là như thật mạng. quá mana là khái niệm so sánh đúng với sự thật, như hơn thì cho là hơn, thua thì cho là thua. Thánh hữu học vẫn còn thứ ngã mạng này. Trường hợp thứ hai là hư vọng mạng, ayatthawa mana, tức ý niệm so sánh không đúng sự thật, như mình kém mà cứ tưởng là bằng hoặc hơn người. Thứ ngã mạng này chỉ có ở phàm phu. Xem bản 12, biểu đồ tâm sở nhóm tham phần, trang 85. C. Nhóm sân phần, dosa chatukka. một Sân dosa là trạng thái bất mãn hay khó chịu trong tâm. Tâm sợ sân là một khía cạnh khác của tâm sợ tham. Một bên thì là sự thích thú, ôm ấp món mình thích. Và một bên là sự bất mãn, chối bỏ thứ mình ghét. Theo trong A Tỳ Đàm thì việc tấn công một người hay việc bị người tấn công đều là cơ hội của tâm sân. Nhưng ít ai chịu để ý rằng Sân tâm bên phía chủ động thường không mạnh bằng phía bị động. 2. Tật đố Isa là trạng thái tâm không muốn người khác được gì. 3. Sang lận hay sang tham, Macharya, là trạng thái tâm không muốn mình bị mất gì. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có kể ra nhiều trường hợp sang lận hay bỏng sẻn như về người, về vật chất và cả tinh thần. Bỏng sẻn trú xứ kiến thức, quan hệ, pháp, tài vật. Trong khi người nhiều tật đố bị đau khổ từ nhân duyên là người khác, thì kẻ nhiều sang lẫn lại bị đau khổ bởi sự trục trặc với chính mình. 4. Hối hận, cú cút chát Có trạng thái là sự khó chịu khi nghĩ về những điều mà mình đã làm hoặc không chịu làm. Kinh nói sự đau khổ này cũng muộn màng như một giọt nước mắt cho bình sữa đã thiêu. Tật, lận, hối đều là những khía cạnh để làm nên tâm sân. Xem bản 13, biểu đồ tâm sở nhóm sân phần, trang 87. D. Nhóm bất thiện biệt cảnh Akusala Satharana Chetasika Đây là ba tâm sở bất thiện không nhất thiết phải có mặt mọi nơi mọi lúc trong các tâm bất thiện, vì chúng là những khía cạnh đặc biệt. Như hôn trầm, thụy miên chỉ có mặt ở các tâm bất thiện hữu trợ, và hoài nghi cũng chỉ có mặt trong lúc ta có lòng nghi ngờ về các vấn đề liên hệ tri kiến. Như vậy phần này gồm ba tâm sở. Một hôn trầm thi nát là trạng thái giả dự bằng thân, thiếu năng động như lông gà gặp lửa. Hệ tâm sở cần mạnh thì tâm sở hôn trầm sẽ vắng mặt. Có ý kiến cho rằng hôn trầm là trạng thái thụ động của tâm, không kể tâm sở. 2. Thụy miên, mít là trạng thái buồn ngủ, được cho là trạng thái thụ động của tâm sở không kể tâm ở đây. Cả hai tâm sở hôn thụy đều đối lập với tâm sở cần ba hoài nghi quy chí ký cha là tất cả những nghi hoặc thắc mắc có liên hệ đến tam bảo đặc biệt là các giáo lý quan trọng như duyên khởi hay nghiệp lý tam tướng tâm sở hoài nghi được kể trong năm truyền cái niwarana và mười truyền phượt sanjochana phải đợi đến trí sơ đạo si hoài nghi mới được dứt hẳn Xem bản 14 biểu đồ tâm sở nhóm bất thiện biệt cảnh trang 88. 4. Tâm sở tịnh hảo, sophana cetasika. Tâm sở tịnh hảo là những khía cạnh tâm lý khi kết hợp lại sẽ làm nên các tâm tịnh hảo. Có tất cả 25 tâm sở tịnh hảo và được chia thành 4 nhóm như sau. A. À, tâm sở tịnh hảo biến hành, sophana sattarana cetasika. 1. Tín, sattā tính ở đây là niềm tin tưởng vào điều thiện trong thời kỳ có Phật pháp thì đây là niềm tin vào tam bảo tính là nguồn cội của các hành lành khi không có niềm tin thì gì cũng không 2. niệm sati là sự tỉnh thức không sao lãng trong lúc tâm biết cảnh định nghĩa rốt ráo nhất của niệm là sự biết rõ cái gì đang xảy ra ngữ căn của chữ sati có nghĩa là nhớ và theo giáo lý A tỳ Đàm, khi ta nhận biết được cái gì đang xảy ra thì nó đã biến diệt và trở thành quá khứ rồi. Đó là lý do chữ niệm thường được hiểu là sự ghi nhớ. Nhưng sự ghi nhớ này gắn liền với thực tại trước mắt, không phải là sự ghi nhớ theo cách hồi tưởng hay ký ức. Sớ giải ví dụ một loại tâm thiếu chánh niệm, giống hệt trái màu khô trôi trên nước không có điểm dừng, cố định. Niệm yếu thì nhiều lắm chỉ có thể giúp người ta ghi nhận được đầy đủ mọi sự đang xảy ra cho mình. Hay nhớ lại những chuyện cũ cần thiết mà thôi. Với chánh niệm hùng hậu, ngoài khả năng tỉnh thức hiện tại, người ta còn có thể ôn lại đầy đủ những quá khứ thật xa. Kể cả kiếp trước, đối với hành giả tu tuệ quán Chánh niệm có vai trò của một người gác cổng để kiểm soát sáu căn. Trên hành trình giác ngộ giải thoát, chánh niệm luôn là một pháp tánh cần thiết, từ ngũ quyền đến thất giác chi và cả bát thánh đạo. Ba tàm hi rí là sự hổ thẹn trước các tội lỗi. Tâm sở này giúp ta biết mắc cỡ với mình hay với người khi có tam nghiệp bất thiện. 4. quý Ottapa là trạng thái e sợ hay ngần ngại trước pháp bất thiện. Nên nhớ sự e sợ này không phải là sự nhút nhát hay yếu bóng vía, bởi nó chỉ là sự e sợ đối với điều ác mà thôi. Ngoài ra không gì là đối tượng của tâm sở này. Cả hai tâm sở tàm và quý được gọi chung là diền mối của thế gian, Lô Kappa giúp cho thiên hạ còn có chỗ khác biệt với loài thú như tránh loạn luân hay không khát máu nói theo tạng kinh thì quý ở đây gồm bốn trường hợp sợ lương tâm cắn rứt sợ tiếng đời dị nghị sợ pháp luật trừng trị sợ xa đọa khổ cảnh năm vô tham alofa là trạng thái buông bỏ hay chối từ các khía cạnh khả ái của cảnh trên nền tảng của thiện pháp. Nên phân biệt rằng, không tham trong cảnh khác với không có cảnh để tham, một bên là do hàm dưỡng và một bên là do hoàn cảnh bất tiện. Vô tham là một trong ba thiện căn, nguồn cội của các sự lành, thiện pháp, nhân quả lành. 6. Vô sân, Adosa, là trạng thái tha thứ và buông bỏ đối với cảnh nghịch ý, thay vì tâm sở vô tham là sự buông bỏ hay tháo cởi trước cảnh toại ý. Khi được tu tập một cách có ý thức, thì tâm sở này chính là lòng từ Metta. Tâm sở vô sân cũng là một trong ba thiện căn. 7. Hành xã Tatra Machatata Nếu dịch sát thì chữ Pali ở trên đây có nghĩa là trạng thái nằm giữa hai thái cực cảm xúc vui buồn. Tâm sở này được ví dụ như một người đánh xe, kèm giữ hai con ngựa không cho chúng đi quá sâu vào hai lề đường. Tâm sở này cũng còn được gọi bằng tên Pali khác là upeka. Khi tâm sở này được tu tập thì nó chính là trạng thái trung hòa giữa lòng bi mẫn karuna và lòng tùy hỷ mudita trong vô lượng tâm. Trong pháp giải thoát thì tâm sở này là một trong bảy chi của thất giác chi bột chàng gác. 8 và 9 Tỉnh tánh, tỉnh tâm, kaya pasati, chita pasati Là trạng thái vắng lặng không rung động trong tâm và tâm sở. Chữ tánh ở đây ám chỉ cho tâm sở. Bất cứ tâm thiện nào cũng cần đến khía cạnh yên tĩnh, không bị quấy rối bởi phiền não. Hai tâm sở này đối lập lại lòng hối hận của cút chát. Khi được tu tập một cách cố ý, thì hai tâm sở này chính là tỉnh giác chi, Pasati trong thất giác chi. Hai tâm sở này giúp cho hỷ Soma nó xá và lạc su khác của người tu thiền chỉ tịnh. Được trở nên vi tế hơn và giúp cho tấn quyền, Wiriyindriya, được ổn cố không nông nổi bồn bột. Đối với hành giả tu tuệ quán, thì hai tâm sở này giúp họ có được cái nhìn, già dặn trong cảnh danh sắc. Lúc này chúng được gọi là tỉnh giác chi, Pasatisampotanga. Từ đây trở về sau, chữ tánh phải được hiểu là ba uẩn, thọ, tưởng, hành, và tâm phải hiểu là thức uẩn. Mười và 11 mười Khinh tánh, khinh tâm Kaya Lahuta, Chita Lahuta là trạng thái nhẹ nhàng thanh thoát trong các tâm thiện, không bị áp lực nặng nề của tâm bất thiện. Hai tâm sở này là pháp đối lập với hôn thủy. Theo Mulatika, thì hai tâm sở này giúp tâm hành giả tuệ quán trở nên linh hoạt hơn trước cảnh danh sắc bằng cách hạn chế số lượng hữu phần xen kẽ và bằng giữa các tâm lộ tốc độ suy nghĩ của mỗi người nhanh chậm khác nhau một phần là do số lượng hữu phần xen kẽ nhiều hay ít. 12 và 13 nhu tánh, nhu tâm, Kaya muduta, Chitta muduta là trạng thái linh hoạt, ôn nhu, không cứng cỏi. akakkhala ta không ngoan cố Akathinata. Trong tâm thiện, giúp tâm khỏi bị tà kiến và kiêu mạn. Hai tâm sở này hỗ trợ cho tâm sở tín và vô sân. 14 và 15, thích tánh, thích tâm, ta Là trạng thái thích nghi hay tương ứng của tâm trước cảnh, cho việc ghi nhận được dễ dàng hơn. Trong số giải Bồ pháp tụ là bộ Atthasalinī giải thích rằng tâm sở này có chức năng thanh lọc đối tượng, giúp tâm có một cái nhìn trong sáng, pasada hơn về cảnh. Như vàng càng tinh rồng thì trong một số trường hợp sẽ dễ làm việc hơn. Theo Mulatika, hai tâm sở này kết hợp với cặp nhu tánh và nhu tâm sẽ giúp ta đối phó với các phiền não thô thiển, đặc biệt là dục ái Kamachandra và sân độc đá. Mười sáu và mười bảy thuần tánh, thuần tâm, kaya pagunyata, chita pagunyata, là trạng thái thuần thục hay lão luyện trong tâm thiện đối với cảnh. Nhiệm vụ của hai tâm sở này là loại trừ trạng thái vùng về yếu kém của tâm thức. Người thiếu tâm sở tính sát tha một phần cũng do loại tâm sở này ở họ quá yếu và cũng chính vì vậy nên họ ít khi có được tâm thiện vô trợ. Asankarachita 18 và 19, chánh tánh, chánh tâm, Kayu chú cittūcūkatā. Là trạng thái đoan chính, thẳng thắn không quanh co trong tâm thiện. Hai tâm sở này là pháp đối lập với thói quen giả trá, già lừa đảo satya lẫn tránh sự thật. Cặp tâm sở này giúp tâm hành giả tuệ quán, có can đảm nhìn vào tánh vô ngã của danh sách, và giúp tâm sở tư che tá na làm việc hiệu quả hơn. Hai tâm sở này, khi kết hợp với cặp tâm sở thuần tánh và thuần tâm, sẽ giúp ta có nhiều tâm thiện vô trợ hơn. Sáu cặp tâm sở trên đây có một mối tương quan rất mật thiết với nhau. Tỉnh tánh, tỉnh tâm, Kaya chitta pasati và cặp khinh tánh khinh tâm kaya lahuta chitta lahuta hỗ trợ lẫn nhau nhu tánh nhu tâm kaya muduta chitta muduta hỗ trợ thích tánh thích tâm kaya kamanyata chitta kamanyata chánh tánh chánh tâm kaya chukata Chitu chukata giúp cho khinh tánh khinh tâm và nhu tánh nhu tâm không khoan hòa thái quá đến mức mềm yếu và hai cặp này ngược lại giúp cho chánh tánh chánh tâm không khắc khe đến mức quá đáng thuần tánh thuần tâm kaya paunyata chitta paunyata giúp cho khinh tánh khinh tâm sự ổn định và lâu bền ngược lại cặp này giúp cho thuần tánh thuần tâm được linh hoạt và cơ động hơn sáu cặp tầm sở này trong tạng a thi đàm được nhắc đến rõ ràng như vậy nhưng ở kinh tạng thì chúng cơ hồ chỉ là những khái niệm được biết tới rải rác và thiếu hệ thống. Chẳng hạn như bên A Tỳ Đàm có chữ Pa là sự thuần thục, lão luyện, thì bên kinh tạng chỉ dùng chữ Kusalata với nghĩa tương đương. Về các cặp kinh tánh và kinh tâm, nhu tánh và nhu tâm, thích tánh và thích tâm, thì trong kinh tạng chỉ nhắc đến chung chung như những khía cạnh tâm lý, cần có ở một người tu tập. Cặp chánh tánh và chánh tâm trong kinh tạng ta thấy được nhắc đến ở một vài chỗ như trong kinh Phúng Tồn của Trường Bộ và từ Bi kinh của Tiểu Bộ. Riêng cặp tỉnh tánh và tỉnh tâm Pasati có thể nói là nổi tiếng nhất trong sáu cặp vì đó là một trong bảy giác chi. Pasati Sambodhyanga 19 tâm sở trên đây được gọi là các tâm sở tịnh hảo biến hành, so phaná sattāraṇa vì chúng có thể đi chung với tất cả tâm thiện. Xem bảng 15, biểu đồ tâm sở nhóm tịnh hảo biến hành, trang 96. Xem bản 16, biểu đồ tâm sở nhóm tịnh hảo biến hành 2, trang 97. B. Tâm sở, giới phần Virati cetasika, một chánh ngữ sammawacha là trạng thái tâm lý phải có khi một người nói lời chánh ngữ. Tức một lời nói không nằm trong bốn lỗi, dối trá, musawada, đâm thập, pisunawacha, ác ngữ, farusawacha, và phiếm luận, samphapalapa. hai Chánh nghiệp Samakamanta là trạng thái tâm lý cần có khi một người hành động bằng thân để tránh các thân ác nghiệp. Ba, chánh mạng, Samachiva là trạng thái tâm lý cần có khi một người nghĩ tới việc mưu sinh, nhằm tránh các nghề tà mạng như buôn gian bán lận hay trao đổi những hàng hóa độc hại như vũ khí, thuốc nghiện, nô lệ, thú để ăn thịt hoặc kinh doanh thân xác phụ nữ. Xem bản 17, biểu đồ tâm sở giới phần, trang 98. C. Tâm sở vô lượng phần, Appamanya Chetasika. Một bi mẫn Karuna. Bi mẫn là sự động tâm trắc ẩn trước nỗi khổ của người khác, trong khi lòng từ Metta là niềm mong mỏi người khác được điều tốt lành. 2. Tùy hỷ Mudita là mong người được giữ được hoài điều tốt đẹp đang có. Còn xã Machatata là tâm thái bình thản khi nghĩ rằng mỗi người có duy nghiệp riêng có thể tự xoay sở. Lòng từ và xã Phạm Trú đã được giải thích chung ở hai tâm sở vô sân và hành xã. Nên ở đây chỉ nói riêng hai pháp Phạm Trú, còn lại là bi mẫn và tùy hỷ. Theo thanh tịnh đạo thì từ tâm meta là lòng thương, mong người được tốt đẹp. Pháp đối lập trực tiếp của từ tâm là lòng sân hận đô xa, và trở ngại gián tiếp là sự ái luyến pema. Tâm bi mẫn karuna là sự động lòng trắc ẩn trước nỗi khổ tha nhân, là lòng muốn người thoát khổ. Trở ngại trực tiếp của tâm bi mẫn là lòng hại người hiên xác, và trở ngại gián tiếp là sự buồn khổ bi lụy domanasa tâm tùy hỷ mudita là trạng thái tâm vui theo, tùy thuận để chia sẻ niềm vui với người khác. Trở ngại trực tiếp của hỷ là lòng ganh tị Issa và trở ngại gián tiếp là sự su phụ Pahasa. Và xã tâm Tatra Machatata là sự thanh thản, không thương ghét của một người đã tu tập ba phạm tru trên trở ngại trực tiếp của xã là tham ái, ra và sân. Trở ngại gián tiếp là sự lãnh đạm vô trí, an nhàn, nu Xem thêm chương chính, các đề mục thiền định phần vô lượng tâm trang 390. Xem bản 18, biểu đồ tâm sở vô lượng phần trang 100. D tâm sở trí tuệ panya cetasika trí tuệ panya cetasika là khả năng hiểu biết thấu suốt không phải cái biết trực nhận của thức hay cái biết kinh nghiệm của tưởng đối với hành giả tuệ quán hay thánh nhân thì đây là cái biết tự thân không qua việc nghe hay đọc của người khác về tam tướng hay duyên khởi của danh sách ngũ uẩn chức năng của trí tuệ panya là loại bỏ si mê mô hát cũng gọi là vô minh a cha tâm sở trí tuệ có nhiều từ đồng nghĩa pañña trí nhân na tuệ amoha vô si thậm như ý túc vi man sa hay trạch pháp giác chi cha hoặc chánh kiến samadhi trong bát chánh đạo nói cách nào cũng là tâm sở trí tuệ tâm sở trí tuệ khi được phát triển chung với định ở mức cao nhất sẽ thành ra thánh trí Afinia Để biết những chuyện nằm ngoài khả năng nghe nhìn thông Dù vẫn là cảnh tục đế Khi trí tuệ được phát triển cùng với chánh niệm ở mức rốt ráo nhất Thì sẽ dẫn đến thánh trí, thánh đạo, thánh quả và trí phản kháng Ghi chú Mười chín trí phản kháng, tức trí nhìn lại Pachawakana na. Phản kháng phiền não đã trừ Phản kháng phiền não dư sót phản kháng thánh đạo đã chứng, phản kháng thánh quả đã chứng, phản kháng niết bàn đã thấy bằng thánh đạo. năm trí phản kháng này đem nhân với bốn tầng thánh thành ra mười chín, vì vị a la hán không còn phiền não dư sót để phản kháng. năm tương quan giữa tâm sở đối với tâm Sampayoga, a à, tương quan tổng quát bảy tâm sở biến hành tương ứng với tất cả tâm sáu tâm sở biệt cảnh có thể xuất hiện đủ hoặc thiếu trong tất cả tâm mười bốn tâm sở bất thiện tương ứng với tất cả tâm bất thiện các tâm sở bất thiện biến hành tương ứng với tất cả tâm bất thiện trong khi các tâm sở bất thiện còn lại gồm hôn thụy và hoài nghi thì tùy chỗ mà có mặt 19 tâm sở tịnh hảo biến hành tương ưng với tất cả tâm tịnh hảo mọi nơi mọi lúc. 6 tâm sở tịnh hảo đặc biệt thì chỉ tùy lúc mà xuất hiện trong các tâm tịnh hảo. b tương quan chi tiết. 7 tâm sở biến hành tương ưng tất cả tâm. Tâm sở tâm tương ưng với 55 tâm gồm 44 tâm dục giới trừ ngủ song thức và 11 tâm sơ thiền. Tâm sở tứ tương ưng với 66 tâm như trên, cộng thêm 11 tâm nhị thiền. Tâm sở thắng giải tương ưng với 110 tâm, trừ ngũ song thức và tâm si hoài nghi. Tâm sở cần tương ưng 105 tâm, trừ ngũ song thức, hai tiếp thâu, ba quan sát và khai ngũ môn. Tâm sở hỷ tương ưng 51 tâm hỷ thọ, Gồm 4 tham hỷ thọ, quan sát hỷ thọ, sinh tiếu, 12 tịnh hảo dục giới hỷ thọ, 11 sơ thiền, 11 nhị thiền và 11 tam thiền Tâm sở dục, tương ưng 101 tâm, trừ 200 si và 18 vô nhân C. Tương quan theo nhóm Si, vô tàm, vô ý, phóng dật có thể tương ưng 12 tâm bất thiện tâm sở tham tương ứng tám tâm tham tâm sở tà kiến đi chung bốn tâm tham hợp tà và tâm sở mạng đi chung bốn tâm tham ly tà sân tật lận hối đi với hai tâm sân một cách tương ứng hôn thụy tương ứng năm tâm bất thiện hữu trợ tâm sở hoài nghi chỉ đi với si hoài nghi mười chín tình hảo biến hành Tương ưng với 91 tâm tịnh hảo 3 giới phần Tương ưng với 8 tâm đại thiện Và 8 tâm siêu thế hai vô lượng phần Tương ưng 8, 8 tâm đại tố Và 12 tâm đáo đại Trừ 15 tâm ngũ thiền Tâm sở trí tuệ Tương ưng với 12 thiện tịnh hảo dục giới hợp trí 27 tâm đáo đại Và 8 tâm siêu thế 6. Tương quan giữa tâm đối với tâm sở, sanh gã hát. A. Mười hai tâm bất thiện. Tâm tham vô trợ thứ nhất đi với mười chín tâm sở. Mười ba tợ tha, bốn bất thiện biến hành tham và tà kiến. Tâm tham vô trợ thứ hai cũng đi với mười chín tâm sở như trên, nhưng mạng thay thế tà kiến. Tâm tham vô trợ thứ ba đi với mười tám tâm sở, như ở tâm tham thứ nhất trừ tâm sở hỷ. Tâm tham vô trợ thứ tư, 18 tâm sở, giống như tâm tham thứ hai, nhưng trừ hỷ. Ở các tâm tham hỗ trợ, còn cộng thêm hai tâm sở, hôn trầm và thụy miên, ngoài ra gì cũng giống như tâm vô trợ, nghĩa là cứ cộng thêm hai. Tâm sân vô trợ hợp với hai mươi tâm sở là mười hai tợ tha trừ hỷ, bốn bất thiện biến hành và bốn sân phần tâm sân hữu trợ thì cộng thêm hôn trầm thủy miên. Tâm si hoài nghi đi với mười lăm tâm sở, bốn tâm sở bất thiện biến hành, tâm sở hoài nghi và mười tâm sở tợ tha, trừ thắng giải, hỷ, dục. Tâm si phóng dật đi với mười lăm tâm sở, bốn tâm sở bất thiện biến hành và mười một tâm sở tợ tha, trừ hỷ, dục. B các tâm vô nhân, ngủ song thức chỉ đi chung với bảy tâm sở biến hành. Quan sát hỷ thọ đi chung với 11 tâm sở tợ tha, trừ cần, dục. Khai ý môn cũng có 11 tâm sở tợ tha, trừ dục, hỷ. Sinh tiếu đi với 12 tợ tha, trừ dục. Khai ngũ môn, hai tiếp thâu và hai quan sát sở thọ đi với 10 tợ tha, trừ cần, hỷ, dục. C. Các tâm đại thiện Cặp đại thiện 1 đi với 38 tâm sở là 13 tợ tha và 25 tịnh hảo. Cặp đại thiện 2 đi với 37 tâm sở là 13 tợ tha và 24 tịnh hảo trừ trí tuệ. Cặp đại thiện 3 đi với 37 tâm sở như cặp 1 là 12 tợ tha trừ hỷ và 25 tịnh hảo. Cặp đại thiện 4 đi với 36 tâm sở như cặp 2 là 12 tờ tha trừ hỷ và 24 tịnh hảo trừ trí tuệ. Sự khác biệt giữa tâm bất thiện hữu và vô trợ dựa trên việc có hay không hai tâm sở, hồn thụy. Riêng ở tâm thiện hữu trợ và vô trợ thì vấn đề nằm ở tâm sở tư mạnh hay yếu. D. Các tâm đại quả Cặp đại quả thứ nhất đi với 33 tâm sở, là 13 tợ tha, 20 tâm sở tịnh hảo, trừ giới và vô lượng phần. Cặp đại quả thứ hai đi với 32 tâm sở, là 13 tợ tha, 19 tâm sở tịnh hảo, trừ giới phần, vô lượng phần, trí tuệ. Cặp đại quả thứ ba đi với 32 tâm sở, là 12 tợ tha, trừ hỷ, hai mươi tâm sở tịnh hảo trừ giới và vô lượng phần cặp đại quả thứ tư đi với ba mươi tâm sở là mười hai tờ tha trừ hỷ. mười chín tâm sở tịnh hảo trừ giới và vô lượng phần trí tuệ ơ ừ, các tâm đại tố cặp đại tố thứ nhất đi với ba mươi tâm sở là mười ba tờ tha 22 tâm sở tịnh hảo trừ giới phần Cặp đại tố thứ hai đi với 34 tâm sở là 13 tờ tha, 21 tâm sở tịnh hảo trừ giới phần và trí tuệ. Cặp đại tố thứ ba đi với 34 tâm sở là 12 tờ tha, 22 tâm sở tịnh hảo trừ giới phần. Cặp đại tố thứ tư đi với 33 tâm sở là 12 tờ tha trừ hỷ, 21 tâm sở tịnh hảo trừ giới phần và trí tuệ. F. Các tâm đáo đại Ba tâm sơ thiền đi với 35 là 13 tờ tha và 22 tâm sở tịnh hảo trừ giới phần. Ba tâm nhị thiền đi với 34 là 12 tợ tha trừ tầm và 22 tâm sở tịnh hảo trừ giới phần. Ba tam thiền đi với 33 là 11 tợ tha trừ tầm tứ và 22 tâm sở tịnh hảo trừ giới phần. Ba tứ thiền đi với 32 là 10 tợ tha trừ tầm tứ, hỷ và hai mươi hai tâm sở tịnh hảo trừ giới phần. Ba ngũ thiền đi với ba mươi là mười tọ tha trừ tầm, tứ, hỷ và hai mươi tâm sở tịnh hảo trừ giới và vô lượng phần. Các tâm đáo đại không đi cùng giới phần vì chúng chỉ biết đến những gì có thể là cảnh đề mục ngoài ra thì gì cũng không. g các tâm siêu thế: tám tâm sơ thiền siêu thế đi với ba mươi sáu tâm sở là mười ba tâm sở tờ tha và hai mươi ba tâm sở tịnh hảo trừ vô lượng phần, tám tâm nhị thiền siêu thế đi với ba mươi lăm tâm sở là mười hai tâm sở tờ tha trừ tầm và hai mươi ba tâm sở tịnh hảo vô 8 tâm tâm thiền siêu thế đi với 34 tâm sở là 11 tâm sở tợ tha trừ tâm, tứ và 23 tâm sở tịnh hảo trừ vô lượng phần. 8 tâm tứ thiền siêu thế đi với 33 tâm sở là 10 tâm sở tợ tha trừ tâm, tứ, hỷ. Và hai mươi ba tâm sở tịnh hảo, trừ vô lượng phần. Tám tâm ngũ thiện siêu thế, đi với ba mươi ba tâm sở, là mười tâm sở tợ tha, trừ tâm, tứ, hỷ, và hai mươi ba tâm sở tịnh hảo, trừ vô lượng phần. Xem bản 19 Tương quan giữa mười hai tâm bất thiện đối với tâm sở, trang 109 Xem bản 20, tương quan giữa 18 tâm vô nhân đối với tâm sở trang 110. Xem bản 21, tương quan giữa 24 tâm tịnh hảo đối với tâm sở trang 111. Xem bản 22, tương quan giữa các tâm thiền hiệp thế đối với tâm sở trang 112. Xem bản 23, tương quan giữa các tâm thiền siêu thế đối với tâm sở Trang 113 7. Hai trường hợp tâm sở phối hợp tâm Trong 52 tâm sở có 41 tâm sở cố định và 11 tâm sở bất định. Bất định ở đây có nghĩa là lúc có, lúc không. 11 tâm sở bất định là tật, lận, hối, mạng, hôn trầm, thủy miên, ba giới phần và hai vô lượng phần căn cứ vào ý nghĩa của từng tâm sở bất định ta sẽ thấy chúng chỉ có thể xuất hiện trong những trường hợp bất định mà thôi như hối có mặt thì lận không có mặt hệ tâm vô trợ thì lại không có hôn thụy và từng giới phần cũng chỉ có mặt trong trường hợp ta có lòng ngăn trừ thân ác nghiệp khẩu ác nghiệp sau đây là vài hình ảnh minh họa cho trường hợp này một người đàn ông bực mình vì bữa ăn soàn của bà vợ dọn lên, thì ở đây rõ ràng ông ta chỉ có mười hai tâm sở tợ tha trừ hỷ. Bốn bất thiện biến hành và sân Tật, lận, hối không có lý do xuất hiện ở đây. Một người cảm thấy khó chịu khi thấy đồng nghiệp được ông chủ đãi ngộ hơn mình, thì sự khó chịu ở đây chính là tâm sân với các tâm sở trên nhưng cộng thêm tâm sở tật đố Một người nhân viên cảm thấy bực bội Vì ông chủ nhận thêm người mới Ở đây tâm sân của ông ta Có thể phải cộng thêm tâm sở sang lận bỏ sẻn Hoặc tật đố ghen tị Vì anh ta không muốn chia sẻ công việc với người kia Một tín nữ đi chùa với niềm hoan hỷ Dựa trên kiến thức về Phật Pháp Thì tâm thiện của bà lúc này có thể là đại thiện hợp trí vô trợ. Một bé gái không biết Phật Pháp đã miễn cưỡng thú nhận với mẹ là mình đã lén lấy một ít tiền trong bóp của bà. Động cơ của hành động tự thú này có thể là đại thiện hữu trợ ly trí xã thọ với 12 tợ tha trừ hỷ, 19 tình hảo biến hành và tâm sở chánh ngữ vì có ý nói thật. Một ngư dân sau khi nghe Pháp đã quyết định bỏ nghề đánh cá, lòng không vui nhưng phải miễn cưỡng. Động cơ của quyết định này có thể là tâm đại thiện thọ xã hợp trí hỗ trợ, với 12 tờ tha trừ hỷ, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, trí tuệ và tâm sở chánh mạng. Một đứa bé không biết gì về Phật Pháp đã đồng lòng trắc ẩn khi nhìn thấy một con chó bị xe cán. Động cơ của tâm trạng này có thể là tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ, với 12 tợ tha trừ hỷ, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành và tâm sở bi. Một người cha hoan hỷ chúc mừng đứa con thi đậu, bản thân ông không biết Phật Pháp nên động cơ của việc chúc mừng đó có thể là đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, với 13 tâm sở tợ tha chín tâm sở tịnh hảo biến hành và tâm sở tùy hỷ. Một người nhập định vào tầng tứ thiền với quan tướng của đề mục đất, thì nội tâm lúc đó là tâm thiện tứ thiền, đi chung với lạc và định. Có ba mươi tâm sở đi chung trong tâm này là mười tâm sở tờ tha, trừ tâm, tứ, hỷ, mười chín tịnh hảo biến hành và trí tuệ. Hãy cho biết có bao nhiêu tâm sở trong tâm sơ quả sơ thiền? Có tất cả là 36, gồm 13 tâm sở tợ tha, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, ba tâm sở giới phần và trí tuệ. Đức Phật đã phân tích tâm và tâm sở đến mức tận cùng cũng chỉ nhằm mục đích giúp ta hiểu rõ pháp chân đế, chấm dứt tà kiến, hiểu rõ danh pháp hữu vi và tu tập để giải quyết những vấn đề của nó chính là cốt lõi của Phật pháp. Tuy nhiên với người sơ cơ thì nên đọc thêm những kinh điển ngoài A Tỳ Đàm như kinh Tạng, Thanh tịnh đạo và các tác phẩm của ngài Lady đo chẳng hạn. Về trú xứ thì hành giả nên tìm đến những nơi chốn kiểu như trung tâm Pa Và trên tất cả chắc chắn có một sự khác biệt rất lớn giữa một hành giả có học a thì đàm và một hành giả không biết gì về giáo lý này